Chào các em đến với tiết mỹ thuật lớp 2, tuần 25. Hôm nay chúng ta qua bài 25, vẽ trang trí. Vẽ họa tiết dạng hình vuông, hình tròn. Mục tiêu của bài: các em nhận biết được họa tiết dạng hình vuông, hình tròn, biết cách vẽ họa tiết. Các em vẽ được họa tiết và vẽ màu theo ý thích. Hoạt động 1. Quan sát, nhận xét. Em hãy quan sát tranh, ảnh, xem người ta đã dùng hình gì để trang trí cho các đồ vật. Như các em thấy, rất nhiều những đồ vật quen thuộc chung quanh cuộc sống chúng ta đều được trang trí thật độc đáo và đẹp mắt. Tóm lại, những hình vẽ dùng để trang trí, chúng ta gọi đó là họa tiết. Mời các em cùng quan sát thêm một số họa tiết trong trang trí. Các em chú ý kỹ nhé. Các họa tiết trang trí thường là các họa tiết hoa, lá, động vật, hình kỷ hà, vân vân. Chúng được sắp xếp đối xứng, xen kẽ hoặc lặp lại. Các họa tiết giống nhau thì vẽ màu giống nhau hoặc vẽ màu xen kẽ nhau. Hoạt động 2. Cách vẽ họa tiết. Trước hết, cô mời các em cùng xem phần minh họa cách vẽ họa tiết có dạng hình vuông và tiếp theo sẽ là cách vẽ họa tiết có dạng hình tròn. Chúng ta cùng nhắc lại quy trình 4 bước vẽ nhé. Cách vẽ họa tiết có dạng hình vuông cũng giống như cách vẽ họa tiết có dạng hình tròn đều qua 4 bước như sau. Bước 1. Vẽ khung hình vuông hoặc hình tròn. Sau đó chia các đường trục. Bước 2. Vẽ phác bằng những đường nét đơn giản. Bước 3. Chỉnh hình cho hoàn chỉnh và đều đẹp. Bước 4. Vẽ màu theo ý thích. Các em chú ý, hình giống nhau, vẽ màu giống nhau, hoặc có thể vẽ màu xen kẽ. Hoạt động 3. Thực hành. Bài tập 1.
em hãy vẽ họa tiết vào hình vuông và vẽ màu theo ý thích. Bài tập 2. Em hãy vẽ họa tiết vào hình túi xách và vẽ màu theo ý thích. Các em chú ý, chúng ta sẽ vẽ họa tiết vào ngay khung hình tròn trên túi xách. Mời các em cùng tham khảo qua những bài vẽ thực hành của các bạn học sinh năm trước. Hoạt động 4. Nhận xét, đánh giá. Sau khi hoàn thành bài, các em tự nhận xét xem cách vẽ họa tiết đã đều đẹp chưa? Cách vẽ màu có đúng quy tắc không? Cô cảm ơn sự cố gắng của các em. Phần dặn dò. Các em quan sát thêm những đồ vật có trang trí họa tiết hình vuông, hình tròn chung quanh cuộc sống chúng ta. Và các em quan sát những con vật nuôi ở nhà để chuẩn bị cho bài vẽ sau nhé. Cô mến chào các em.